Dạ vâng, xin chào các bác. Thì hôm nay em lại có cái món đồ lẻ để lên cho các bác đây. Thì em đi lên cái yên trước các bác nhé. Hôm trước em có một cái yên xeo le này, đây em bán rồi. Đấy. Hôm nay lục kho yên này thấy lòi ra thêm một cái nữa. Đấy. Chiếc này hình thức nó cũng gọi là khá là đẹp, tương đương với cái trước các bác nhé. Đấy. Thì hôm trước có bác nào hỏi mua combo là bộ giò dĩa Shimano và cái yên này đấy, thì liên hệ lại với em nhé. Đấy, hôm nay em lại có cái yên giống hệt như cái yên lần trước đấy. Rất là êm các bác nhé. Cái này cũng sản xuất tại Ý luôn. Đó, hình thức thì cũng có xước sát các bác nhé. Đây, đấy, có xước sát này. Đó, có xước các bác nhé. Thì em bán cái này cũng 500 cộng với ship như cái trước các bác nhé. Đấy, thì cái bác nào bữa trước muốn lấy combo thì liên hệ với em các bác nhé. Đó, rồi cái yên đây, yên này ngồi êm lắm, cực kỳ sướng luôn. Đấy. Còn đây là hai cái clip các bác nhé. Đấy. Hai cái clip này là clip Durac 9000 các bác nhé. Đó, đây là cái Durac 9000. Clip này là cái clip 1128 các bác nhé, 1128. Clip này là clip cái này là hàng chưa qua sử dụng các bác nhé. Durac 9000, hàng chưa qua sử dụng. Đấy. Hàng này là hàng xịn các bác nhé, chứ không phải là hàng fake đâu. Hàng em mua ở bên Nhật về đây. Đó, còn cái này thì cái này là 1125. 1125 các bác nhé. Cái này thì gọi là siêu siêu lướt các bác nhé. Mới đi có khoảng 200 km thôi các bác. Đấy. Siêu siêu lướt, nguyên bản từ Nhật về đây. Đây các bác nhìn như mới luôn. Đó. Thì bác nào chơi cái hàng này thì liên hệ với em các bác nhé. Đấy. Hàng này nó của nó giá của nó rát lắm các bác. Giá của nó cũng xem cái clip Durac 9001 mới các bác, đây đắt lắm. Nói chung là bác nào chơi thì liên hệ với em, số điện thoại 0936 525 998, số này có cả Zalo các bác nhé. Đây. Hàng bao xịn, về các bác cứ check thoải mái. Đó. Hàng xịn các bác nhé. Đây, tất cả các cái thông số của thương hiệu Shimano đều có hết ở trên tất cả các cái răng clip các bác nhé. Đây. Đấy, mỗi một cái clip ấy là nó có đầy đủ thông số hết cho các bác, yên tâm các bác check. Đó, hàng xịn. Đó. Còn đây là cái bộ giò dĩa FSA trục rỗng các bác nhé. Đó, đây. Trục rỗng. Cái này nó xài BB30, BBF, BB30 các bác nhé. Đĩa 52-36. Đấy, cái này cũng rất chi là mới. Này em còn chưa vệ sinh các bác nhé. Đây. Đó, chưa vệ sinh nên là nó nhìn nó hơi dơ một chút. Các bác nhìn cái răng của nó này. Đấy. Răng còn rất chi là đẹp luôn, đĩa 52-36. Sử dụng BB30 thông dụng các bác nhé. Đấy. Giò. Cái này em bán 2,5 triệu bao ship cho các bác. Đấy. Rất chi là mới. Hàng xịn các bác nhé, có cả mã cốt này các bác này. Đấy, giò là giò 170 các bác nhé. Đây. Đó. 2,5 triệu bộ này, rất chi là mới. À, 2,5 triệu. Đấy. Còn hai cái clip này thì bác nào có nhu cầu thì liên hệ em. Bác nào mà đang chơi ví dụ như là cái group 7000 gì đấy, mà muốn chơi cái hàng này thì cũng lấy về thay vào được các bác nhé. Nó giảm được cái trọng lượng của xe và nó rất chi là bền. Nó clip này nó nhẹ hơn là 5800 với lại 7000 các bác nhé. Càng đắt tiền thì nó càng nhẹ. Đấy, thì chất liệu nó cao cấp hơn. Đó. Mà nó bền hơn các bác nhé. Đấy, lên đĩa lên clip xuống clip nó rất chi là sướng, nó rất ngọt các bác nhé. Rồi em xin phép kết thúc video ở đây. Thì bác nào có nhu cầu thì liên hệ số điện thoại 0936 525 998. Và cảm ơn các bác đã theo dõi kênh Xe Đạp Phong Tuyền.
Xin chào các bác. Yên này.